Ok. Em được đen tuyền này. Giới thiệu các bác đây, được em được đen tuyền nha. Một được hai cái đen tuyền với cả một em được Duron. Đấy. Em kêu buồn à? Em kêu buồn thế nào? Buồn được. Bắt đầu rồi. Chọc nó dậy. Có đói. Qua em này anh em quay rồi như say rượu nhìn buồn cười lắm. Nó đi cứ lưng thức ấy. Đây giới thiệu luôn mọi người đàn Duron này. Hơi non mọi người, thích thì có thể là càng dần. Vuốt vuốt trên đi cho nó nhỏ hơn mọi người. Thế phải có thức ăn cơ. Nó đang đói. Đây em này liếm song sắt này. Mọi người ưng thì liên hệ bên em nhá. Ôi xin chào.